Đây là trái bồ hòn dùng để làm xà bông giặt đồ và có thể ứng dụng để làm nước rửa chén, nước lau nhà, nước gội đầu. Mình mới được cho một chút xíu cái trái này thì mình sẽ thử làm xà bông với quả bồ hòn. Cái trái bồ hòn này ở trong nó còn có hột. Bây giờ mình phải gỡ cái hột ra để lấy cái thịt thôi. Mình có hỏi bạn của mình là người làm cái hộp này nè, làm xà bông hữu cơ nè, thì bạn nói là lấy cái búa đạp cho nó nhanh, mà tiếc là tại nhà không có cái búa, cho nên mình tiếp tục làm bằng cái kéo. Và sau khi làm một hồi thì mình cũng phát hiện ra là cái trái này nó có cái chỗ yếu là cái chỗ này. Cho nên là nếu mình bắt đầu từ đây thì sẽ khó, tại vì chỗ đó nó dai, cái chỗ này nó khô ha. Mình làm cái là nó lủng liền. Xong cái mình nhét cái mũi kéo ra đây, rồi mình cắt, mình thử lại cái nữa, chính xác là cái chỗ đó luôn. Đây, lấy kéo, à đó thấy chưa, được liền. Sau đó thì mình lấy cái, trời ơi, làm nãy giờ mình nói chứ, cái công mà ngồi lột cái vỏ bồ hòn này, phát chết đi được ấy. Mình sẽ bỏ bồ hòn vô, bỏ thơm vô, rồi mình chế nước vô. Theo mình thấy có một số người khuyên là mình có thể dùng nước vo gạo á. Mình có một chén nước vo gạo ở đây, rồi mình sẽ từ từ mình đổ vô. Cái áo này lâu lắm rồi mình không có mặc đó, thì để lâu không mặc thì nó bị ố, với là hồi xưa đây mấy cái chỗ nách này bị ố nè. Thì mình sẽ thử coi cái xà bông này có giặt được hay không nha. Cái xà bông hữu cơ này người ta không có khuyến khích là mình giặt đồ trắng đâu, chỉ giặt đồ màu thôi. Nhưng mà cái khẩu trang này thứ nhất là nó dơ, nên là ví dụ hoàn hảo cho cái tác dụng giặt của nó như thế nào thì nó dơ cả bên ngoài, nó dơ cái quai này và nó dơ ở trong nữa, tại vì ở trong mình nó dính cái đồ trang điểm phấn của mình á, thì cái khẩu trang này mình đang vứt đi rồi, thì mình sẽ lấy giặt để coi là xà bông giặt như thế nào. Cái này mình sẽ ngâm một chút, cái này mình mới đem ra mình giặt. Mình thử coi như thế nào nha. Rồi cái khẩu trang này đây là cái áo sau khi đã giặt và phơi xong. Thật sự mình nói thì mình cũng khá là hài lòng vì mình cảm thấy như vậy là sạch. Tại vì mấy cái này là ố mồ hôi lâu ngày, cái chỗ này cũng là ố mồ hôi lâu ngày, nên là theo kinh nghiệm của mình thì bột giặt thường cũng vậy thôi. Mình cũng không dùng nước xả luôn để mình biết cái mùi nó như thế nào, thì mình thấy cái mùi là không có mùi gì hết, mùi bình thường. Còn cái bột, cái nước xà bông đó lúc mà mình mở ra thì đúng là nó có cái mùi rất là kỳ kỳ, nó không tệ nhưng mà nó cũng không phải là thơm. Đây là cái khẩu trang nè. Thật ra do mình cũng không chú ý giặt cái khẩu trang này lắm, vì như đã nói là mình định bỏ nó, nhưng mà mình thấy là cái bề ngoài là sạch hơn, cái quai này cũng sạch hơn, mình nghĩ nó cũng sạch hơn độ được 2 lần so với cái
quai củ. Tức là cái bên trong, cái bên trong thì mình thấy không có khá nhiều lắm. Cụ thể là đó, những cái vết ố vũ phấn này nó vẫn còn đây. Ố vũ phấn này vẫn còn đây. Thật ra mình không biết là nếu như mình cố ý giặt kỹ hơn thì sẽ như thế nào, và nếu mà giặt bằng nước nóng thì ra làm sao. Nhưng mà đây là cái phần còn lại. Theo mình nghĩ thì cái nước giặt này á, nếu mà cái đồ đừng dơ quá thì sẽ cũng ok. Hiện giờ thì nước giặt hữu cơ làm sẵn trên thị trường giá bán khoảng 400.000 bốn lít. Còn nếu các bạn mua 1 kg bồ hòn lọc vỏ rồi giá 100.000 thì các bạn có thể làm được 10 lít nước giặt hữu cơ tại nhà. Thì nếu các bạn siêng có thời gian thì mình làm thì tốt cho môi trường. Ngoài ra thì với cái số tiền đó thì các bạn cũng mua được khoảng 4 kg bột giặt.